các bác, bên em Thảo Audio mới về được hai bộ dàn đại rất là đẹp. Một bộ dàn Kenwood 68 full nóc, các bác nhìn này, có nóc ở trên. Một bộ dàn 5 thớt đại Kenwood 7M. Điều đáng nói là hai bộ này về trong lô em chọn được hai bộ rất là đẹp, đưa về để anh em chơi rất đẹp luôn. Hiện nay em đang test cả hai bộ. Các bác vào những cái cửa hàng âm thanh hoặc vào những cái siêu thị điện máy thường rất là sầm uất, dàn máy bật rất là nhiều. Dòng này thì nếu mà các bác mà chơi dàn rồi thì biết, trong các loại dàn thì dàn Kenwood được anh em ưa chuộng nhất. Em về được hai bộ này rất là đẹp, hàng đại. Đây là bộ 68. Bộ 68 này thì có đời có nắp, có đời không, hoặc là theo một cách hiểu khác là nó theo cái option đi mua, có thể là các bác mua không có nóc và có nóc. Trường hợp mà không có nóc thì nó sẽ có bốn cái chấu này, nó đậy lên như cái e căng thì là không có nóc. Còn các bác mua có nóc thì nó sẽ đảm bảo tiếng nó hay hơn. Thực ra cái nóc này nó làm nhô lên này để cái hướng âm của nó tỏa được 360 độ, riêng cái nóc này không là gồm có loa chung và loa tép. Hai bộ của em về rất là đẹp. Dàn của bên em thì thường là em hay chọn lọc những cái bộ đẹp em mới đưa về, bởi vì dàn bây giờ nó rộn từ tầm lên 90. Bây giờ anh em chơi, một là anh em mới tập chơi, hai là anh em chơi theo cái mức độ gọi là bình dân, chơi an toàn thì là sẽ là chơi dàn, bởi vì đỡ phải phối ghép, chưa kinh nghiệm. Các bạn có thể nhìn thấy cặp bộ dàn 7M này của em rất đẹp, em đồng thì rất là đẹp, nổi vừa rất là đẹp, các cái viền vàng này còn rất là đẹp, đấy. Và rất đẹp, viền vàng đẹp. Bây giờ em xin phép cho to lên chút để thử tài của hai bộ. Sau clip này em sẽ test từng bộ cho các bác để các bác có thể theo dõi nó tốt hơn. Hôm nay là ngày 14 tháng 12 năm 2017. Thằng Audio về hai bộ dàn đại Kenwood 7M và bộ Kenwood A68 full nóc. Các bác có nhu cầu gọi điện cho em số điện thoại 098 369 8887.